Ngày 3 tháng 12, thông tin từ ngành cơ quan chức năng huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một công nhân dùng máy điện cắt thùng phi phát nổ khiến một người công nhân khác bị thương nặng dập nát cả chân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 2 tháng 12, ông Nguyễn Văn Nam, 53 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đang là công nhân của công ty cổ phần Green Connect, chi nhánh tại huyện Châu Thành. Trong lúc làm việc, ông Nam dùng máy cắt điện cầm tay dùng để cắt thùng phi. Cùng lúc này, ông Nguyễn Văn Nhà, 58 tuổi, ngụ cùng địa phương, là công nhân của công ty trên, đang đứng dùng tay cầm cái nắp của thùng phi để giúp cho ông Nam cắt dễ dàng. Sau khi cắt khoảng 10 phút thì bất ngờ thùng phi phát nổ lớn làm cho ông Nhà bị văng ra xa và bị thương khiến dập nát cả chân phải. Sau đó, ông Nhà được đưa đến bệnh viện cấp cứu và được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.